qua nhưng quy luật này thì vẫn không thay đổi. 3-1 về chơi Madison và game over với Ngọc Quang. Hóa ra cái team này cũng chỉ là cái team một mùa mà thôi. Họ nói rằng là team 4M cũng chỉ là ăn may. Để mà vô địch một giải đấu thì cần phải có nhiều yếu tố. Và cái yếu tố may mắn đó cũng rất là quan trọng. Ta hay được gọi là trời độ hay là chân mệnh thiên tử ấy. Có một số cái comment thì nó độ em ăn hơn. Nhưng mà thật ra thì team em không buồn về những comment đó. Nó lại tạo thành động lực cho bản thân cố gắng hướng tới những mục tiêu cao hơn. Yếu tố may mắn cũng là những yếu tố tạo lên một cái chức vô địch của một đội tuyển nào đó. Chính tay team 4M chấm dứt giấc mơ vô địch của chính pro gamer Á quân mùa trước. Pro gamer phải ngồi nhà kết thế giới thì chính cái trận thi đấu đấy nó cũng là một cái lời khẳng định đáng thép của T4M dành cho những cái ai nói rằng là T4M chỉ có may mắn. Khi họ mà đã khiêu khích trêu chọc mình thì mình hãy cố gắng luyện tập và chứng minh cho họ thấy rằng họ đã sai. Khi mà bạn hay chưa chắc bạn vô địch, nhưng mà bạn vô địch thì chắc chắn bạn sẽ là hay. Chúng tôi có bản lĩnh và chúng tôi có năng lực và chúng tôi vẫn sẽ cố gắng để duy trì nó trong một khoảng thời gian dài dài nữa. Vừa tăng nghiện game. Câu nói này là một cái câu mà mình nghĩ là mình hay là tất cả những em ở trong team mình sẽ là người được nghe nhiều nhất, không phải chỉ một lần. Khi mà thấy con mình mà chơi game nhiều quá là bắt đầu khó chịu ấy, ba mẹ em cũng khó chịu. Vì ba mẹ em sợ em là nghiện game. Gần như gia đình nào cũng vậy. Bản thân em đã có vợ rồi thì bố mẹ hay vợ đều lúc đầu chưa hiểu, cũng không mấy ủng hộ và đôi khi là còn ngăn cản. Mọi người cũng đã biết gia đình mình không đồng ý cho mình chơi game. Lúc mình bỏ ngân hàng, bố mẹ mình còn muốn từ mặt. Thì bố mẹ bảo mày mà dành cái thời gian này mà mày đi làm có lẽ mày tốt hơn nữa gì không? Mày là một thằng nghiện game. Đấy, cái đấy là nó đập thẳng vào đầu óc của mình luôn anh em. Em chơi game ở đây là em hướng đến những cái mục tiêu cao hơn, chứ không hẳn chơi game mà để giải trí. Chơi game mà để thay đổi cuộc đời của em. Nhưng rồi bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình để lấy được cái người ta gọi là thi cử thì có bằng cấp đúng không? Để chứng minh điều đó. Khi mà mình chơi game này thì mình cũng muốn ra bằng cấp, mình cũng muốn chứng tỏ bố mẹ mình à với cái tựa game này con có thể kiếm được tiền. Mọi người cũng biết rằng là T4M thì là bốn anh em thì ở bốn nơi khác nhau. Người thì ở Sài Gòn, người thì ở Nam Định, người ở Hà Nội, người ở Vĩnh Phúc. Thì cái việc xa cách địa lý đấy nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc gom team lại tập luyện hay bàn bạc chiến thuật. Và đây là một môn mà đề cao cái tính đồng đội. Và những lúc mà trận cầu sinh tử sẽ có những lúc mà mình bị bối rối. Thì những người đồng đội ngồi xung quanh mình sẽ nhắc mình. Nhưng mà T4M lại không có được điều đó. Mọi người cũng đã hiểu khi mọi người đang ngồi thi đấu và có những người anh em mọi người đằng sau thì mọi người cũng sẽ vững tin hơn rất là nhiều đúng không? Là nó khác biệt với việc là mọi người ngồi với bốn cái bức tường đấy, thì mình nghĩ đấy chính là cái điều mà thiệt thòi nhất khi mà team mà có những anh em không ở cùng với nhau. Thì T4M lại lấy cái sự quyết tâm bù lại cho những cái sự thiếu thốn về mặt giao tiếp. Zero! Sao mà anh không bao giờ cho em thi đấu nhỉ? Sao anh em không được thi đấu mà lúc nào Quang phải thi đấu nhỉ? Anh phải cho em lên đi. Đấy là những câu nói mà Phan Lâm nói với mình. Có những thời điểm mà không thể thi đấu theo đúng cái phong độ của mình. Slot thi đấu thì chỉ 3 thôi. Thì một người sẽ phải hướng dẫn mình. Khi mà chúng ta không thể nói chuyện được bằng tình cảm thì chúng ta sẽ nói chuyện bằng thực lực. Hai anh em tự solo với nhau. Xem ai đang có phong độ tốt và ai đang thể hiện được cái sự ổn định của mình thì người đó chắc là sẽ giao phần. Và mọi người cũng biết rằng là Lâm Sung là người thất bại từ một cái việc nghi ngờ về năng lực đúng không? Thì sau khi Phan Lâm ngồi dự bị thì Phan Lâm rất yên lặng một cách bất thường. Đấy, tập luyện nhiều hơn, chăm chỉ hơn. Đến khi vào cái vòng chung kết thì Phan Lâm xin là cho em thách đấu lại mình. Và đến lúc đó, trong cái lúc phong độ cao vậy đã đánh bại được gần như là hầu hết tất cả các anh em trong team. Và cuối cùng lấy lại được lòng tin. Phan Lâm ra sân đúng 2 trận và thắng liền 2 trận luôn. Phan Lâm bất ngờ là người mà tất cả 3 anh em cảm thấy là tuyệt vời nhất. Nhưng nó lại được kết thúc bởi một cú sút không chuẩn chỉ của Varadkaria.
quá bất ngờ ngày hôm nay với sự góp mặt của Phan Long. Chiến thắng không thể tin được. Thì cái mục tiêu đầu tiên đặt ra thì nó cũng không phải là chức vô địch. Toàn đội mình không hy vọng gì nhiều, chỉ gọi là đến với nhau bằng tình cảm và thi đấu để giải trí thôi. Cả bốn thành viên chỉ đặt mục tiêu là top 8 thôi. Nhưng thật sự thì qua những vòng đấu đến bây giờ em vẫn không nghĩ là team mạnh đến như vậy. Bằng một sự nỗ lực của từng thành viên đáp lại với cái sự nỗ lực đấy là cái kết quả mà có lẽ không một ai trong đội có thể nghĩ đến. Dường như là T4M là một đội tuyển thực sự là rất là mới. Một cái game thủ trên đất chân giáo mới chuyển sang thi đấu với những game thủ là thi đấu gạo cội. Có người thi đấu đến cả 6 năm ở bên tự game rồi thì cái quãng đường phấn đấu thực sự là nó quá vất vả với bốn anh em. Với những game thủ đó thì họ có thể cố gắng một thì những game thủ mới đặt chân như bọn mình được gấp 100 lần. Và khi mà những anh em mà ngồi lại cùng với nhau ấy, thì nó mới thấy được cái sự đoàn kết của anh em. Và đoàn kết đó là giúp team vô địch Việt Nam. Và đó cũng là một kỳ FVPL thực sự là đến bây giờ cảm xúc của bọn em vẫn còn ghi dấu ấn quá lớn. Đấy, FVPL Spring 2024 đối với T4M đó là một giải đấu mang tính chất là lịch sử. Lịch sử của cá nhân đội tuyển T4M cũng như là lịch sử của giải đấu. Đã được unlock bởi các thành viên T4M và Cha Bom Go! Một cú đá xóa tan đi bầu không khí ngột ngạt nơi các cầu thủ của T4M và một cú đá khiến cho bầu trời như đổ sập trước mắt của Djokovic. Liker xoay người vẫn đang là Liker hết giờ. Trận chung kết đã khép lại và chiến thắng thuộc về T4M. Đến bây giờ có cho em nghĩ lại thì em vẫn không dám nghĩ là mình đạt tới được cái đỉnh cao đó. Sau khi giành được chức vô địch của FVPL Spring thì gia đình em cũng đã dần dần đã nhìn nhận với cái bộ môn thể thao điện tử này theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. Đã chứng minh được cho gia đình mình thấy mình có thể làm tốt công việc chính và vừa làm tốt trong cái con đường game thủ chuyên nghiệp như thế này. Thật sự ra lúc mà ba mẹ cấm cản con thì bản thân con cũng rất là khó chịu, rất là bực mình. Nhưng mà bố mẹ yên tâm rằng là khi mà có đam mê và bọn con theo đuổi được đam mê thì động lực và cái nhiệt huyết nó tốt hơn rất là nhiều. Hiện tại thì em cũng khá là vui khi mỗi lần em thi đấu thì cả nhà em gần như là đều ngồi trước TV để cổ vũ và theo dõi em. Rất may mắn đối với em được như bây giờ là có gia đình luôn ở đằng sau ủng hộ cho mình. Một vận động viên chuyên nghiệp mà được nhận được sự ủng hộ của gia đình, người thân hoặc là vợ mình thì nó là một cái yếu tố mà giúp em cảm thấy là thoải mái hơn và mình có thể là dành thời gian nhiều hơn cho cái tựa game này và mình phấn đấu và lấy người thân làm động lực để mình cố gắng hơn. Em không còn coi đó là một cái trò chơi để giải trí nữa rồi mà hiện tại em coi đó là một công việc của mình. Thì ra đây cũng là một cái duyên mà game chọn mình. Con sẽ coi đây là một cái giải đấu để con chứng minh thực lực cho ba mẹ thấy rằng con theo con đường này là đúng và con sẽ thay đổi cuộc đời của con bằng cái việc mà con chơi game. The Four Musketeers đã chứng minh cho cả thế giới thấy không điều gì là không thể. Họ chấp lấy cơ hội ngay từ lần đầu xuất hiện, dẹp bỏ mọi hoài nghi, vượt qua áp lực của chính bản thân mình và cố gắng không ngừng để khán giả, người hâm mộ và gia đình thấy rằng T4M đã nắm lấy cơ hội tưởng chừng như không thể và biến nó thành có thể, tạo nên hành trình kỳ diệu lưu danh sử sách của FC Online Việt Nam. Hãy cùng cổ vũ cho bốn chàng lính ngự lâm tiếp tục hành trình của họ tại các đấu trường quốc nội và một ngày nào đó là tạo nên phép màu tại các đấu trường quốc tế nhé. Đón xem FVPL mùa thu 2024 vào lúc 16 giờ các ngày cuối tuần từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 13 tháng 10 năm 2024.